Dài 70 nha anh em. 50. Nghe 50, 5 5 60 gì đó. Còn cao lên là chắc khoảng 30, 40. Cái này mình cưa mình xác định là ngày mốt mới xong nha. Cứ cưa cái gì. Này là cái cục này là cái cục nó mình ở nhà trồng lâu rồi nha anh em, mình nuôi cũng lâu không mà cũng cây lâu năm nhà lâu lắm, bây giờ bữa nay mình mới lấy cục này về để mình làm con cóc nha em, làm con cóc để nhà chứ bỏ ở đây không ai coi đó, nó mất. Hôm nay là hai anh em mình đi lên đây là chủ yếu là mình lấy cái cục này đem về cây nhà trồng á anh em, đây đẩy nhà đây anh em, có bay tặng cánh đây đẩy nhà đây, điều mà tới đây đất không có nhưng mà đá không đó, xa xa bên kia là gộp núi cao nha, cái này sớm rồi anh em mình đi không 4 năm chạy núi rồi nha, mới được lên tới được ở trên này nha, ở đây là nhà rừng rừng sâu rồi nha. Rẫy mình trước khai hoang ở trên này á. À, ở trong này nó ổ ong nha anh em. Nó có cái lỗ. Đây, bây giờ thằng em mình nó đang cưa này. Cũng khó ăn lắm anh em. Cứng lắm, cứng. Này, có công mà sắt có ngày nên kim chứ giờ sao. Này nghe mình cưa nãy giờ nó được có chút xíu à. Không, không đừng em đừng có cưa như vậy, đừng cứ đọc một đường qua thẳng luôn một đường luôn. Vậy đây được nhiều được cưa như vậy là nếu mà em thả được cưa thì nó ăn thẳng đây sao đúng không, không nên thẳng một đường qua luôn. Thank you.